Được một lúc cô cắn vào tay của ơn hắn đau đớn mới thả cô ra, đau lắm đấy. Điện hạ nói cái gì vậy chứ? Im, im lặng đi. Hoàng tử điện hạ gì chứ, người đó đang ở trong cung. Sao cơ? Vì cô mà mẫu hậu đã cấm ta ra khỏi cung đấy. Ta phải lén lút trốn ra đó. Sao lại là tại tôi chứ? Tưởng tôi muốn gặp lắm không bằng. Lãng phí thời gian quá, tôi đi trước đây. Đợi, đợi đã. Azekion chạy theo níu váy cô. Lại gì nữa hả? Không, có phải cô, cô đi một mình à? sao ngài lại hỏi chuyện đó? Không phải vậy, vì ta không quen với khu làng của dân thường, nên cần người dẫn đường. Ngài nhiều tiền thế, tìm ai dẫn đi là được mà. Ý, ta không phải vậy, vì ta không có ai đi chơi cùng. Con ta bảo không cần nhà đầu tư như ta nên đã hủy hợp đồng rồi. Mọi người đọc báo xong đều chế giễu ta. Thật sự ta chỉ còn một mình. Nghe anh ta nói thấy hơi tội nghiệp. Giờ tôi đang tìm một người, nếu ngài giúp thì tôi sẽ đi chơi cùng ngài. Thật hả? Ngài có thấy một cô bé đáng yêu cầm quả bóng bay, giống hệt như này ở gần đây không? A, à, hầu nữ của cô. Với trí nhớ xuất chúng của mình, ta dám nói rằng cách đây không lâu ta thấy cô ấy đi về đằng kia. Cảm ơn nhé. Mau dẫn tôi đến đằng đó đi. Ariel không để ý mà nắm lấy tay Azekeon kéo đi. Hắn vậy mà lại đỏ mặt vì điều đó. Đến nơi Azekeon chỉ Ariel nhặt được sợi dây của Liner. Cô nói, nếu chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ thì phải làm sao đây? Hừm, ở gần đây có ma tháp nên chắc sẽ không thể xảy ra chuyện lớn được. Khoan đã, mùi hương này là hương của nước tăng lực mà Liner vẫn hay dùng. Hình như là đi về phía này. Đợi đã, đằng đó nguy hiểm lắm. Azekion vừa dứt tiếng thì Arian chật chân mà ngã ra sau. May mắn Azekion đã đỡ kịp. Ta đã bảo cẩn thận rồi mà. Đang cái cảnh lãng mạn hết nước chấm đó. Một nam một nữ mặt đối mặt. Vậy mà Azekion hắn nỡ lòng nào thả cô ngã cái bịch rồi nói. Đáng, đáng sợ lắm. Xứng đáng ế mốc đít nha Azekion. Ariel trừng mắt. Ngài bảo đáng sợ ư. Ngài về trước đi một mình tôi đi tìm cũng được. Ta, ta sai rồi. Cùng đi đi. Theo mùi hương của nước hoa, Ariel nói. Hình như ở gần đây. Nhìn kỹ hơn thì cô thấy Lina đang đứng ở phía trước. Cô gọi lớn Lina. Lina mừng rỡ quay lại. a, à, tiểu thư. Em ổn không? Không bị thương ở đâu chứ? Vâng, vâng ạ. Ngài công tước đã cứu em. Ngài công tước. Cedric từ một hướng khác bước lại. Cô bé vẫn ổn nên cô không cần lo lắng. Cảm ơn ngài đã bảo vệ Lina. Nhưng mà, vết máu kia lẽ nào ngài bị thương sao bọn lưu manh định quấy nhiễu nên tôi đã giải quyết xong rồi một lần nữa cảm ơn ngài tôi đã lo lắng sợ liner gặp chuyện gì không có gì đâu ngũ hoàng tử lên tiếng con người này cũng giúp đỡ mà cô không nói một lời buồn ghê cedric khó chịu nói sao cô lại đi cùng tên đó chuyện chuyện đó azekion nhún vai nói tiểu thư arien đã đích thân nhờ cậy nên ta ra tay giúp thôi đúng đúng vậy tôi đã nhờ ngài ấy azekion choàng tay qua vai arien vỗ bột bột Đúng thế, giờ chúng ta là bạn bè. Ánh mắt Cedric liền hiện rõ sự chết chóc, nhìn Azekian bằng ánh mắt xoẹt lửa. Ta không thể bỏ qua những việc ngươi đã làm trong thời gian qua. Ha, muốn chiến thì cứ nhào vô. Giờ không phải lúc đánh nhau đâu. Lina đang rất sợ hãi, chuyện đánh nhau hãy để sau đi. Tôi xin lỗi. Để tôi gọi Ezean đến đưa cô bé về an toàn. Cảm ơn ngài. Lina, mau về cửa hàng nghỉ ngơi đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. À, tiểu thư cần phải đi cùng tôi đến một nơi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Và sau đó? Có chuyện gì cần nói với tôi vậy? Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Ariane nhìn Cedric căng thẳng mà nuốt ực một cái. Rốt cuộc anh ta định nói chuyện gì? Vâng, xin ngài cứ nói. Cô đi công tác được không? Chuyện đó là sao? Ngài nói là đi công tác ư. Tôi muốn tiểu thư đi cùng tôi đến một nơi. Tôi á, cùng với ngài công tước. Vâng, hãy đi cùng tôi đến Azenric. Nếu là Azenric, không lẽ là thành phố thần bí nằm ở biên giới của đế quốc Bile? Nhưng nếu muốn đến đó, đi xe ngựa từ đây, cũng phải mất đến nửa tháng. Xin lỗi, ngài công tước. Lý do tôi phải đi cùng ngài đến tận nơi xa xôi đó là gì vậy? Nếu là vì nước hoa Anusia thì tôi có thể điều chế đủ cho ngài. Cedric lắc đầu. Cảm ơn cô. Nhưng hiện tại chỉ nước hoa thì vẫn thiếu. Ý ngài là hiệu quả không còn như trước ư. Ừ, mặc dù không biết lý do tại sao. Nhưng lúc ở cạnh tiểu thư, hiệu quả lại mạnh hơn. Không lý nào. Ước hoa ấy không cần điều kiện là phải ở cùng một ai đó. Tôi nói dựa trên trải nghiệm của mình thôi. Khi ở cạnh tiểu thư và những lúc khác hiệu quả khác nhau rõ rệt. Ariel nhớ lại trước đó, có lần Cedric đã ngã lên vai cô rồi nói. Quả là mùi hương dễ chịu. Vì thế mà ngài mới như vậy. Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận lời nhờ cậy đó được. Tôi không thể bỏ cửa hàng lâu như vậy. Ánh mắt Cedric đầy thất vọng khi nhận câu trả lời của cô. Xin lỗi vì phải nói như này, chuyện đó là nhầm tưởng của ngài công tước thôi. Vì tôi đang cung cấp nước hoa Anisia cho ngài. Nên ngài mới nhầm lẫn tôi chính là giải pháp, giống như lỗi sai của việc liên tưởng. Có thể gọi là hiện tượng chú chó của Paplap. Cô nói chú chó gì cơ? À, không có gì hết. Ngài hãy quên đi. Nghĩ lại thì hình như trước đây cô cũng từng nói về chó với tôi. Ariane giật mình chối đay đẩy. Ngài nói gì vậy chứ? Tôi chưa nói bao giờ cả. Tôi nghe thấy rõ ràng mà. Nếu tiểu thư nói thế thì cứ cho là thế đi. Vậy tôi sẽ từ bỏ việc nhờ vào đó. Thay vào đấy, trong vũ hội ở Hoàng Cung tổ chức vào tháng sau. Cô làm bạn khiêu vũ của tôi nhé. Sao cơ? vì sao ngài lại nhờ vào tôi chuyện này vậy ạ mối quan hệ của ta không quá rộng nên rất khó để tìm được bạn cặp arien thầm nghĩ nếu là cedric thì vốn dĩ có rất nhiều người yêu thích mới đúng nói vớ vẩn gì thế không biết đứng đại ở quảng trường tuyển công khai thôi cũng đủ khối người đổ tới rồi ha không lý nào một công tước như ngài lại không tìm được bạn cặp cedric nghiêm túc không hề không phải vậy đâu nhìn thái độ thế kia thì ai mà từ chối cho nổi nếu mình tham gia với tư cách là bạn cặp vướng vào tin đồn là điều khó tránh rồi nhưng nó lại có sức ảnh hưởng tích cực cho việc kinh doanh nước hoa như sản phẩm mới thành công lần trước vậy được thôi tôi sẽ nhận lời mời này em nhất định phải ghi chú vào lịch đấy sau này không được quên đâu đương nhiên rồi ạ giờ nói chuyện cũng xong hết rồi tôi xin phép đi trước nha ta sẽ hộ tống em đến cửa hàng không sao đâu ạ tôi có thể tự đi một mình mà cũng có thể gặp nguy hiểm tôi sẽ đi một mình gặp ngày sau nhé ta biết rồi nhất định vậy trở về cửa hàng liner tiểu thư em vẫn ổn chứ vâng Đương nhiên rồi ạ, em chỉ đang đợi tiểu thư thôi. Vậy thì may quá. Dù sao thì, lúc nãy thực sự không có chuyện gì nghiêm trọng chứ. Lần sau ta phải trông con Liner kỹ hơn mới được. Ánh mắt Liner chùn xuống. Em thật sự xin lỗi. Liner nhớ lại, khi đó trông Cedric rất hung tợn khi đấu nhau với bọn người kia. Nhìn thấy hình xăm con rắn trên người bọn họ, Cedric nói, "Quả nhiên là bọn mày, ngài công tước." Khi đó ngài ấy đã nói cần nước hoa an xia. Vâng, phải rồi, không lý nào cô lại mang theo nó cả rồi ngài ấy ôm người đau đớn. Bàn tay run rẫy cào dưới lớp đất. Ngài không sao chưa ạ? Đứng yên đó. Trông ngài có vẻ bị thương mà. Cedric thở khó khăn, ta không bị thương. Lina Aswen, việc này sẽ là bí mật với tiểu thư Winston. Vì nó sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Lina, Ariane gọi Lina, em ổn mà. Em xin lỗi vì đã khiến người lo lắng ạ. Vậy thì may quá. Mấy ngày tới em nghỉ ngơi đi nhé, Lina. Ở đây đã có ngày EGN rồi, nên em đừng lo. Cảm ơn người em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, và quay trở lại phụ giúp tiểu thư chăm chỉ hơn ạ. Được rồi, được rồi. Ngài EZN cũng để ý tới Liner chút nhé. Tôi rõ rồi. Tại nhà của Cedric. Hay nên Cruiser cầm lấy hình xăm nói. Cậu đoán đúng rồi. Hội tình báo khan, vốn biến mất 16 năm trước, đã quay trở lại. Cậu suy đoán chuyện này có liên quan tới chứng cuồng loạn của bản thân sao? Đúng vậy. Điều khả nghi của chuyện này nằm ở chỗ. Nó đã biến mất một cách kỳ lạ cùng thời điểm xảy ra sự kiện đó 16 năm trước. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần đi theo hướng này, chân tướng sẽ ngày một lộ rõ thôi. Phiền cậu tiếp tục điều tra. 16 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ giao cho tôi. Không phải tự dưng mà người ta lại gọi tôi là chuyên gia thông tin giỏi nhất đâu nhé. Cảm ơn cậu, nếu may mắn. Chứng cùng loạn này có thể biến mất hoàn toàn cũng không chừng. Vài ngày sau tại cửa hàng của Ariane. Tiểu thư, từ nãy tới giờ người sao vậy ạ? À, chuyện là, giờ là mùa hè mà, ta đang tự hỏi nếu chế tạo ra sản phẩm mới, chuyên dụng cho mùa hè thì sao? Với nước hoa, cảm giác theo mùa rất quan trọng. Nếu là mùa hè, đương nhiên phải là biển rồi. Có loại nước hoa nào sảng khoái như hương biển không ạ? À? Hương biển à? Nghĩ kỹ thì hình như trong sổ tay của Arien chưa từng thấy hương biển. Là do ở thế giới này quá khó kiếm sao? Lúc này ở ngoài cửa, xin chào, ngài Winston. Ngài bá tước yêu bất gửi nó tới ạ. Ôi trời, cảm ơn nhé. Một loại thảo mộc quý hiếm vừa được tìm ra. Chủ thương đoàn từng giao dịch với ta trước đây, đã hái và mang tặng ta món đồ quý giá này. Nó có tên là thảo mộc chay. Thử dùng nó xem sao nhé đây là hương lần đầu em gửi thấy đấy ạ. Mùi hương này, một mùi hương vừa mát mẻ, vừa sảng khoái như làn gió sớm mai. Cảm giác như làn gió biển có vị mặn của mối vấn vương nơi khứu rác vậy. Nếu thể hiện sự lãng mạn của thanh xuân bằng mùi hương, chính là như vậy sao? Sự xuất hiện đột ngột của Azekion làm vỡ tan mọi cảm hứng. Gì đấy? Sao điện hạ lại tới đây? Cô nói muốn chơi cùng ta còn gì? Phải giữ lời hứa chứ? Tôi có nói muốn chơi hay gì đâu? Azekion lục lọi trong người rồi lấy ra một danh sách. Đừng có lo. Để giảm bớt gánh nặng cho cô, Ta đã đặc biệt chuẩn bị một khóa hẹn. 36. Cùng ngày Azekion tới cửa hàng đồ ngọt Faramon nổi tiếng. 37. Viết nhật ký trao đổi với ngày Azekion. 38. Ăn cơm hộp do ngày Azekion làm. Ồ, oh, cửa hàng đồ ngọt Faramon thật sự ngon lắm nha. ực ừ, Cậu ta thật sự không có bạn đấy à? Thực ra này thì hơi khó cho tôi rồi. Gì cơ? Azekion quỳ sụp xuống. Cô kêu chơi với ta mà. Đồ lừa đảo. Tiểu thư, làm sao mà người lại dính líu tới vị đó vậy? Ta cũng ư biết luôn xin lỗi. Ezen đứng ra nói, cũng có thể gọi công thức tới mà. Không cần đâu. Nếu vậy thì có khi sẽ phải đổ máu đó. Quả nhiên ngoài cách này ra không còn cách nào khác nữa. Vậy cái này thì thế nào? Cùng tôi vừa chơi vừa chế tạo nước hoa nhé. Ariane đưa cho Azekion một bộ dụng cụ. Azekion nhìn phía trước thì thấy Lina và Ariane đang chăm chỉ giả giả, gọt gọt. Azekion liền nói. Có giống chơi lắm đâu. Ngài đừng lo. Sẽ thú vị ngay thôi ấy mà. Ezen đem một khay lá qua nói. Mau nhặt nó đi này chẳng khác nào ma cũ bắt nạt ma mới ha ha. Ariel nhìn Azekion mà thầm nghĩ. Thảo mộc chây vẫn chưa được nhiều người biết đến, nên chưa được dùng làm hương liệu nhiều. Vậy nên mình phải thử nhiều cách khác nhau, nhưng cùng đúng lúc thật đấy. Theo như mình điều tra, hoàng tộc ở các nước phương Tây thường dùng nó để tránh thời tiết nóng. Nói không chừng thảo mộc chây có thể phát huy hiệu quả còn hơn cả mùi thơm sảng khoái của biển cả. Một lúc sau, màu này nhìn cũng thần kỳ ghê ta. Đúng không? Vậy giờ ta sẽ thử điều chế. Thảo mộc chây làm hương giữa ta đào hoàn thành rồi. Em ngửi thử được không ạ? Đương nhiên rồi. Em có thể cảm nhận được hương trái cây tươi mát. Nó ngọt ngào hệt như món trắng miệng được thưởng thức ở khu nghỉ dưỡng vậy. Có thể cảm nhận được cả mùi hương thảo mộc sảng khoái, hòa trong làn gió biển đẫm vị mặn của muối. Giống như cách những ký ức về bờ biển xanh thẳm dội về, mùi hương của bờ biển trong ngắt và nhẹ nhàng sẽ còn động lại như nốt âm vang dịu êm và nhẹ nhàng. Cảm giác giống như bờ biển ta đi lần đầu lúc còn nhỏ vậy. Em chưa từng tới biển bao giờ nhưng chắc là cảm giác như vậy đấy ạ với cả người mùi hương này thấy cơ thể sảng khoái hẳn ra. Đúng vậy, mới vừa nãy thôi trong không khí cứ thấy bí bách thế nào ấy. Như thể có làn gió mát lướt qua vậy. Ánh mắt Ariel sáng rỡ. Hóa ra hiệu quả thần kỳ mà Thảo Mộc chê mang lại. Chính là giúp cơ thể cảm thấy sảng khoái, mát mẻ ha. Nếu ra mắt bản giới hạn vào mùa hè, chắc sẽ bán chạy lắm nhỉ. Ngoài tiểu thư ra không ai có thể làm được nói. Cảm ơn em, mình thử nghĩ xem tên sản phẩm và bình đựng nó đi. Tuyệt lắm ạ. Cảm ơn ngài vì hôm nay đã giúp chúng tôi. Có chừng này chứ nhiêu, chuyện nhỏ à. Ngài có muốn thử mùi hương khác không? Được đấy. Vậy hướng này. Một bên khác, con ta Magnus quay lại cửa hàng cữ nhìn cảnh hoàng tàn mà tức giận. Hỏng bét hết rồi. Cái nơi bẩn thỉu này, mình bỏ đi không cần mới đúng. Để đấy mà xem, rồi ai sẽ thành công hơn ai. Đợi chút, cái mùi gì? Ngửi một lúc con ta Magnus đã ngã đùng xuống đất. Đứng cạnh đó là một người lạ mặt nhìn Magnus mà cười đều. Tại một cửa hàng ăn vặt. Aileen Luna và Sasha ánh mắt sáng giờ khi được thưởng thức món yêu thích tụi em sẽ ăn ngon miệng ạ à? cô ariel cảm cảm ơn ạ à. ăn nhiều vào nhé ariel cảm thấy hạnh phúc khi thấy những đứa trẻ ăn một cách ngon lành ariel lấy ra lọ nước hoa lần này ta có điều chế sản phẩm mới mấy đứa thử không được được ạ xa xa xịt ra một lượng nhỏ cái này hương vị của biển phải không cảm giác cơ thể trở nên sảng khoái cứ như vừa đón gió biển vừa đi dạo trên bài biển ấy thấy sao liệu sẽ bán chạy chứ vâng nước hoa lần này cũng đỉnh lắm đúng đấy đang trò chuyện rôm giả thì có người tới tìm cô ariel xin lỗi nhưng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện xin lỗi có chuyện gì vậy a à, chuyện là vừa nãy tôi có nghe cô mới điều chế nước hoa mới liệu cô có thể hé lộ khi nào bắt đầu mở bán được không tôi muốn mua đầu tiên ariel mỉm cười tôi vẫn chưa quyết định ngày mở bán nếu lần sau cô đến tôi sẽ đưa cô thử sản phẩm mới tôi vẫn đang dùng nước hoa của cô ariel Tất cả nhân viên ở salon chúng tôi chỉ dùng nước hoa của cô Ariel thôi. Ôi, cảm ơn ạ, tiểu thư Ariel ngày càng nổi tiếng. Ariel tự hào, chắc dạo này tin đồn lan xa nên mới có nhiều khách hàng như vậy. Cửa hàng cũng đông hơn. Cứ thế này thì cũng phải chuyển sang cửa hàng rộng hơn nhỉ. Đúng lúc cửa hàng bên cạnh đang trống, nếu muốn thi công mở rộng thì tiền vốn. Đang mơ mộng thì có người tới tìm. Cô Ariel, Instant phải không ạ? Có chuyện gì vậy? Tôi nhận được lệnh từ công thức Evan gửi cái này tới cô. Cái này là thiệp mời vũ hội Hoàng Cung ariel nhớ lại trước đó cedric đã nói hy vọng cô sẽ làm bạn khiêu vũ của tôi tại vũ hội hoàng cung tổ chức vào tháng sau ariel thầm nghĩ đúng rồi cedric đã mời mình làm bạn nhảy nhì mình quên mất sắp đến vũ hội hoàng cung rồi các cô gái xúm tụng lại ờ cái này là thiệp từ hoàng thất nè thật hả những người đi đường cũng bắt đầu hóng chuyện hoàng thất nghe nói là thiệp từ hoàng thất aileen nói nhỏ cô ariel cái đó có đúng không ạ vũ hội hoàng cung tổ chức vào tháng sau ấy đó là sự kiện lớn nhất trong năm mà. Nghe nói chỉ rất ít quý tộc được mời mới có thể tham gia." Arien thầm nghĩ, mình chưa từng nghe chuyện như vậy trong nguyên tác. Hình như là sự kiện quan trọng hơn mình nghĩ." Luna và Sasha phấn khích. "Có vẻ thú vị lắm, cô tới đó về hãy kể cho tụi em nghe nha." "Nhất định phải kể nhé, ta biết rồi." Arien vừa dứt tiếng thì Luna và Sasha đứng hình mặt mày tái xanh. Arien quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau là một rừng mỹ nam, ánh mắt đang tỏa sáng và đều hướng về cô một người đứng ra xin phép giới thiệu trước tên tôi là rufus kendrick là con trưởng của gia tộc nam tước kendrick có lịch sử lâu đời tôi xứng đáng làm bạn nhảy của tiểu thư vừa nói tới đó thì liền bị một người khác đẩy qua một bên tiểu thư winston để mà nói về tôi là người thừa kế của gia tộc bá tước lima quân đồng minh của hoàng đế bệ hạ tôi đã theo dõi tiểu thư từ lâu rồi một người đàn ông điển trai sẽ hợp với tiểu thư xinh đẹp nếu trở thành bạn nhảy của tiểu thư thì đúng là vinh dự của gia tộc nếu đến vũ hội hoàng cung cùng với tôi cô sẽ không phải xấu hổ đâu cả đám bọn họ xuồng xã thi nhau giới thiệu về mình với cô không tiểu thư mới là hình mẫu của tôi đúng vậy không tiểu thư winston ariel đứng hình chuyện này là gì đây ariel mệt mỏi nói xin lỗi các vị tôi đã có bạn đồng hành rồi thật vậy sao vâng là công tước cedric evan vừa nghe thấy tên công tước cả bọn co rúm lại tiếc quá nếu ngày ấy không tham gia được tôi muốn mời tiểu thư hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào Vâng ạ, Ailin nói giọng ghét bỏ, nực cười, nghe thấy có thiệp mời là muốn đi theo. Chắc là vì cơ hội vào hoàng cung không phải dễ có. Ánh mắt Arien liền lóe lên mùi tiền. Tuy quy mô bắt đầu lớn hơn mình nghĩ, nhưng đã mơ thì phải mơ lớn. Mình sẽ thử bán nước hoa cho quý tộc đến hoàng cung. Quay lại hiện tại cô nói, mấy đứa ăn bánh pan cách nữa chứ? Vâng. Tất nhiên rồi ạ, cô Arien là nhất. Ngày diễn ra vũ hội hoàng cung. Ôi chao, mới đó mà da cô đã đẹp hơn rồi. Tóc cũng mềm như tơ lụa nữa nhìn thái độ của mọi người cô nghĩ chắc bá tước winston đã bảo phải chăm chút tốt cho mình váy vóc đồng đồ trang sức và cả thợ trang hai điểm nữa vì không thể huy động đến cửa hàng nên bắt buộc phải đến đây nhớ lại trước đó gì con nói gì cơ con được mời đến vũ hội hoàng cung vâng làm cái gì thế mau dừng lại nếu muốn vào hoàng tộc phải chăm chút từ đầu đến chân ariel thở dài đến vũ hội hoàng cung thôi mà đột nhiên lại làm quá lên người hầu nói tiểu thư mua váy lâu rồi nên không có mẫu thịnh hành gần đây đáng lẽ cô phải mua sắm trước. A à, a, à, tiếc quá. Không sao, mấy cái ở đây là đủ rồi. Váy này thế nào ạ? Cái này có màu sắc hơi cổ điển. Váy ren xanh da trời thịnh hành gần đây thì sao ạ? Cái này đẹp hơn chứ? Không, tiểu thư nên mặc cái này chứ nhỉ. Mặc cho người hầu đang tranh luận, Ariel mở hộp trang sức ra, nhìn qua một lượt, cô nhìn chúng một chiếc có mặc màu đỏ, cầm nó cô thầm nghĩ, thật đẹp, giống như đôi mắt của Cedric, nhất định phải đeo chiếc vòng cổ này. Ariel đưa nó cho người hầu. Morosan Ruby, nó là báu vật mà ngài Bá Tước đã mua vì rất thích. Đúng là lựa chọn tuyệt vời, tiểu thư. Lúc này người hầu vào báo. Tiểu thư, công tước Evan đã tới rồi ạ. Đến rồi ư? Ôi trời, đã tới giờ rồi. Làm sao đây, vẫn chưa chọn được vòng tay. Không sao, hoàn hảo rồi. Ta đứng lên đây. Nhóm người hầu náo loạn. Không được, tiểu thư tóc đằng sau vẫn chưa đẹp. Đợi đã, tiểu thư chỉ cái này nữa thôi. Arien ra ngoài cửa liền đóng cửa cái rầm, thở phào nhẹ nhõm khi tách được đám người đó. Bước được vài bước thì đứng hình khi cô nhìn thấy Cedric đứng bên dưới, nhan sắc phải gọi là đỉnh của chóp. Ủa mà hình như họ mặc đồ đôi thì phải ta. Ariane phải đưa tay lên ôm lấy ngực vì sợ con tim nó nhay ra bên ngoài. Cedric chia tay ra nói. Đi xe ngựa cùng tôi nhé. À vâng. Ariane khoác tay Cedric mà thầm nghĩ. Mình điên mất rồi. Suýt nữa thì đổ, đúng là nhan sắc xứng danh nam chính. Lúc này trên xe ngựa. Dạo này cơ thể ngài ổn không? Nước hoa vẫn đủ dùng chứ? Cô lo lắng cho tôi sao? dù sao tôi cũng có thể được xem là bác sĩ của ngài mà bác sĩ ariel ngượng ngùng tính ra thì đúng là vai trò như vậy mà nhỉ không phải thì thôi không cô nói đúng tiểu thư chính là ngự y của tôi không không đến mức ngự y đâu cedric nghiêm túc chứng điên loạn mà bất cứ bác sĩ hay y sĩ nào cũng không dám động tới đã được tiểu thư làm thuyên giảm nếu không phải ngự y thì là gì chứ là nhà điều chế nước hoa cedric nghe cô nói thì cười lớn ha 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 đúng rồi cô là nhà điều chế nước hoa Ariane cảm thấy xấu hổ mà tự hỏi, sao lại cười lớn thế chứ? Hình như tới nơi rồi. Vậy sao? Ariane tròn mắt khi chứng kiến độ xa hoa lộng lẫy của Hoàng Cung. Trời đất, tất cả đều được dát kim cương ư. Vẻ xa hoa của Hoàng đế quả là đáng kinh ngạc. Chúng ta vào nhé. Vâng. Cả hai người cùng sánh đôi bước vào. Những người khác trông thấy thì xì xào. Ôi chao, không ngờ hai người lại đi cùng nhau. Cả hai có đúng là mối quan hệ kinh doanh không đó. Tôi thấy có vẻ tiểu thư Ariane vẫn còn quyến luyến lắm. Cedric nói nhỏ. Cô đừng bận tâm, sẽ lắng xuống ngay thôi. Tôi quen rồi, không sao đâu. À, tôi thắc mắc từ nãy đến giờ. Cô đã đổi nước hoa phải không? Vâng, đúng vậy. Ngài thấy sao? Mùi hương vô cùng cuốn hút. Mang vẹn nguyên vẻ rực rỡ của sóng biển. Cùng sự tĩnh lặng của biển cả. Việc cô có thể thể hiện cảm giác như vậy qua mùi hương cũng không quá bất ngờ. Ariane hãnh diện. Ừm, cảm ơn ngài. Tiểu thư từng ghé đến đảo Elperia chưa? Đảo Elperia. Nếu là biển thì tôi đến rồi. Sao vậy? Cedric cho biết nó khác với biển. Bãi cát ở đảo Elpharia là màu hồng phấn. Arien ngạc nhiên hỏi: thật ư? Ừ. chắc tiểu thư sẽ thích nên tôi mới hỏi thử. gì chứ phải có người đi cùng chứ. Cedric gằn giọng rồi nói: hừm. vậy mùa hè này cô đi cùng. còn chưa nói hết câu thì Arien quay đầu lại nói: ôi chao, ngài công tước. hình như là hoàng hậu điện hạ. như lời cô nói hoàng hậu lộng lẫy từ bên trong bước ra. Arien thầm hỏi: người kia là hoàng hậu của đất nước này? khoan nếu là hoàng hậu thì là người quyền lực nhất ở đất nước này mà. Đây là cơ hội tốt nhất để có thể quảng bá nước hoa. Trong nguyên tắc cư xử như nào nhỉ? Đang lăn tăng suy nghĩ thì hoàng hậu đến. Công tước Evan, xin mời vào. Cảm ơn ngài đã nhận lời mời, thật vui vì lâu rồi mới gặp ngài. Lâu rồi mới được diện kiến bệ hạ. Xin lỗi ngài, dạo này tôi hơi bận. Tiểu thư này là bạn đồng hành mà ngài mời đến phải không? Arien bị chú ý tới liền giật mình. Người ngợm lập tức đông đá. Vâng, đây là Arien Winston, Ái nữ độc nhất của gia tộc bá tước Winston Hô hô, lần đầu tiên thấy công tước dẫn bạn đồng hành đến Ngài đã khẳng định chắc chắn là không thể tham gia mà không có bạn đồng hành Quả đúng là vậy Ha ha ha, nhân tiện Trên người tiểu thư có hương thơm rất tuyệt vời Giống với mùi thảo dược mà tôi được tặng từ vương quốc Ananda ở phương Tây Ariane thầm nghĩ Không lẽ là nói đến che an Trong nước hoa này có tới mấy loại nguyên liệu Có phải cái đó không? Ariane lục lọi từ trong túi Đúng, đúng vậy đây là nước hoa sử dụng thảo dược che an. Mặc dù vẫn chưa được bán, nhưng sản phẩm này tên là lọ thủy tinh từ sóng biển gửi đến. Hô ô, nếu cô không phiền thì tôi thử được chứ. Vâng, được ạ. À. Chỉ cần một lượng nhỏ, hoàng hậu liền cảm thấy, hư ưm, thật kỳ lạ là bầu không khí ngột ngạt, bồng trở nên sảng khoái hơn. Mùi hương giống như gió biển mát lành. Quả là mùi hương thanh nhã và sâu lắng hơn cả thảo dược che an. Ngài quá khen rồi, thưa bệ hạ. Arien vảnh tai lên nghe những lời bàn tán mà cười tít mắt hoàng hậu điện hạ khen nức nở thế kia, rốt cuộc là mùi hương gì vậy? Phải đó, muốn ngửi thử quá. Được nghe những lời đó, Ariel thầm cười, hô ô, việc kinh doanh ở vũ hội lần này có vẻ sẽ thành công đấy nhỉ? Lúc này người hầu tới báo, hoàng hậu điện hạ, đại thần Rowan đang tìm ngài ạ, ôi chao, xin lỗi tiểu thư Winston, ta phải đi rồi. Không có gì ạ, thật vinh hạnh được gặp bệ hạ. Ngài Evan, có thể đi theo ta một lát được không? Vâng, Cedric tiếc nuối, gặp lại cô sau nhé. A à vâng. Ariane nhìn Cedric rời đi mà thầm nghĩ. Đột nhiên có chuyện gì nhỉ? Cảm giác như có bão đi qua. Cedric vừa rời đi thì những tiểu thư đã kéo đến. Tiểu thư, chúng tôi có thể ngửi thứ nước hoa ban nãy được không? Ariane liền dạng dỡ mà nghĩ, cơ hội kiếm tiền đã đến rồi. Những vị đó sau khi được ngửi thử nước hoa, liền cảm thấy như đang được nằm tận hưởng ngoài bãi biển. Một lúc sau, khi nào ra sản phẩm mới, tôi sẽ tới mua ngay. Vâng, tôi luôn luôn chào đón cô tới. Hôm nay đại thành công rồi sản phẩm mới lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu có nên nghỉ một chút không nhỉ như lần trước vừa mới lại ghế ngồi xuống thì ngủ hoàng tử lại xuất hiện nói xin chào a à, xin chào ngài a dê ơn a ơn ngồi kế bên rồi đưa mũi hít hít mùi hương đó phải không chắc mẹ ta thích lắm vâng thật may quá mặc dù không biết ai đã giúp đỡ cô nhưng mùi hương đúng là đẳng cấp arien nghĩ đến lời ám chỉ mà thầm cười gì chứ cô vừa cười nhạo ta hả không đâu có chỉ là tuy ngài không giúp được gì nhiều, nhưng cứ cho là vậy đi, vì suy nghĩ là tự do mà. Azekion sững người khi nhìn thấy Aren cười rạng rỡ, cười cũng đẹp nữa. Ngài nói gì cơ? Không có gì hết. Đang trò chuyện thì Aren liền cảm thấy lạnh sống lưng, ngước mắt lên nhìn thì thấy cặp mắt đỏ thén của Cedric đang dán vào mình. Cảm giác cứ như bị bắt gian ấy nhỉ. Cedric nói, cậu không tìm được bạn đồng hành à, Azekion? Dù vậy thì cũng không được cướp bạn đồng hành của ta. Aren giến ngang khi thấy phản ứng của Cedric. Azekion đáp. Công tước Evan. Tôi chỉ nói chuyện một chút thôi, không ngờ ngài lại chạy đến như vậy. Cứ như ông chồng vừa chứng kiến vợ ngoại tình ấy. Chẳng phải công tước chỉ là đối tác kinh doanh với tiểu thư Winston hay sao? Ai thấy lại tưởng ngài là hôn phu đấy? Không nói nhiều, Cedric vội nắm tay Ariane mà kéo đi. Ta và bạn đồng hành xin phép đi trước. Đi được một đoạn Ariane nói. Này, ngài công tước. Có thể bỏ tay tôi ra được không? Cedric dừng lại thả tay cô ra rồi nói. Sao cô cứ nói chuyện với tên đó vậy? cô biết rõ hắn đã làm ra những chuyện gì mà. Giờ không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Hơn nữa nếu tạo mối quan hệ với hoàng tộc, không chừng sẽ có ích cho việc kinh doanh của tôi. Tiểu thư không quan tâm đến việc gì khác ngoài kinh doanh à? Hay là, cô phải lòng tên đó? Ariane ngơ ngác, sao cơ? Xét về huyết thống, tôi ở vị trí cao hơn. Nếu nói là giúp ích thì đương nhiên tôi. Ok anh, cái gì anh cũng hơn ha ha. Nói tới đây Cedric mím môi khó chịu, Ariane thắc mắc hỏi. Công tước, sao ngài lại tức giận thế chứ? Tôi chưa từng nổi giận." Arien thở dài nghĩ, cứ tưởng là kẻ thù với nhau, không ngờ lại đến mức này. Arien vui vẻ nói, "Tôi biết rồi. Nếu tâm trạng ngài không tốt thì tôi xin lỗi, nhưng chuyện đã qua rồi mà. Dù sao ngài ấy không thể là đối tượng của tôi được, tôi cũng không có bất cứ cảm xúc nào với hoàng tử điện hạ cả." Cedric vội vàng quay phát lại, "Tôi biết rồi, là do tôi đã thất lễ." "Vâng. À, sao ngài lại đến đây? Khi có chuyện khó chịu, đi hóng gió có vẻ sẽ tốt hơn. Đây là vườn thượng uyển của hoàng cung." Vừa bước vào Arien đã phải ngơ ngác vì độ xa hoa, xinh đẹp của nơi này. Trong cung cũng có nơi như này, vườn thượng uyển do hoàng hậu bệ hạ chăm sóc, do đó cũng có nhiều hoa và thảo dược hiếm thấy. Bà tôi có sở thích là trồng cây cảnh, chị đã thừa hưởng sở thích đó của bà. Arien nghe liền đứng hình. Chị của Cedric là hoàng hậu bệ hạ. Đúng rồi, Cedric là cậu của Azekion. Tiểu thư sao vậy? À, không có gì. Arien nói thầm. Vì tôi đang nghĩ quả là nam chính sở hữu mọi thứ tốt đẹp á à, thảo dược tôi chỉ mới thấy trong từ điển bách khoa kìa à. thì ra là mùi hương thế này cô thích hả vâng vừa giống bạc hà lại vừa giống ngủ tạt chẳng phải rất kỳ lạ hay sao làm thành xà phòng chắc cũng sẽ vô cùng cuốn hút hoặc là rắc một chút lên khăn tay Arien tiếc nuối biết vậy tôi đã mang sổ tay đến đây rồi công tước ở đây có cả hoa hồng xanh nữa trời loài hoa này chăm sóc rất cầu kỳ làm thế nào mà chăm được nó vậy hoa sen nó đẹp quá ngài công tước ngắm ngắm một hồi thì cô cũng mệt tôi phải nghĩ một chút đã hình như cô rất thích nơi này xin lỗi tôi ở lâu quá rồi phải không hóng gió đủ rồi giờ chúng ta quay về nhé ở đây thêm chút nữa có được không được thôi cảnh quan cũng đẹp đi ngắm thêm chút nữa nào lần sau tôi muốn đến nữa nếu cô muốn thì bất cứ lúc nào cũng được cedric lén lén liếc nhìn Ariane. mà cái khoảnh khắc này bà đẹp quá đi mất hèn chi ổng không rời mắt được cái tay cứ thế xích lại gần nhau mà lại không dám nắm lấy một lúc sau có việc gấp nên tôi phải đi trước Xin lỗi vì không thể tiễn cô được. Không sao, ngài mau đi đi. Vậy xin phép. Cedric lên xe ngựa rời đi với một mớ tâm trạng hỗn độn. Lúc này bên trong bữa tiệc, Azekion đứng trầm ngâm suy nghĩ về hành động lúc nãy của Cedric. Ta và bạn đồng hành xin phép đi trước. Nghĩ tới điều đó, Azekion liền nở một nụ cười nhạt. Ha, Cedric Evan tức giận như thế, có vẻ như Ariel Instant thật sự là điểm yếu rồi. Ồ hố, sẽ thú vị đây. Nhưng nghĩ đến nụ cười của Ariel liền khó chịu. Khoan đã, sao tâm trạng lại tệ hơn thế nhỉ? Cùng lúc đó đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng xuất hiện. Đại hoàng tử Louis Bile, tam hoàng tử Pierre Bile. Sự xuất hiện của hai người làm sáng cả một vùng. Ôi trời đất ơi! Sao có thể điển trai đến vậy? Ngoại hình còn tỏa sáng hơn cả trước đây. Liệu điện hạ sẽ kết hôn với người như thế nào nhỉ? Cũng là hoàng tử nhưng Azekion thì lạ lắm. Gión rén núp sau tấm rèm mà nghĩ. Như kia có gì cuốn hút đâu mà náo loạn cơ chứ? Được một lúc, Louis Bile và Pierre Bile cũng đến tìm Azekion. Này, có đến thì cũng phải chào hỏi chứ. Cậu học lễ nghi ít quá rồi đấy, Azekion. Azekion chửi thầm, tên lêu lỏng thất bại, đang đi du học mà về lúc nào thế? Louis Bile lên tiếng, "Hoàng tử Pierre, làm hành động gì với em trai vậy? Cậu ấy có tâm hồn yếu đuối lắm, hãy chú ý, lâu rồi mới gặp anh cả." "Đúng vậy, lâu rồi không gặp, em trai cũng trưởng thành lên nhiều thật đấy. Thời gian qua ở hải ngoại cũng nghe được tin của em." "Ý anh là tin tức gì ạ?" "Chính là, Louis Bile lấy ra tờ báo." Của nợ của gia đình hoàng gia. Một tin thật đáng buồn. À ha, ha lấy tiền tiêu vặt mẹ cho, làm ra trò cười như thế này, đúng là nhục mặt. Hoàng tử Pierre, nói ra sự thật cũng có thể gây tổn thương cho ai đó đấy. Ta thay mặt em ấy xin lỗi em. Sự thật là sức mạnh của ta cũng không thể xoa dịu trái tim bị tổn thương của em. Ta cảm thấy tự giận chính bản thân mình. A à, ơn cười trừ, không sao ạ, ôi chao, ra là tụ tập hết ở đây. Mẹ vẫn khỏe chưa ạ, mẹ ngày càng đẹp hơn đó ạ. Aiza, sau một khoảng thời gian dài du học ta mới thấy mặt con đấy. Học hành ổn chứ con? Vâng, vì được tiếp xúc với những nền văn hóa mới, nên con cũng được mở mang tầm mắt. Đó là khoảng thời gian rất hữu ích ạ. Chắc sau này có thể giúp ích nhiều cho kinh tế của đế quốc. Đúng thế. Nhờ có lưu ích mà nỗi lo lắng của ta cũng giảm bớt. Mẹ, thời gian qua con đã đi vòng quanh đại lục phương đông và trở thành bậc thầy võ nghệ rồi đó ạ. Quân sự của đế quốc cứ giao cho con. Ha ha ha, rắn chắc quá đi. Hoàng hậu quay sang nhìn Azekeon nói. Azekion không gây ra rắc rối gì là may rồi. Ha ha ha, phải đó. Azekion ánh mắt đượm buồn khi bị chính người nhà cười nhạo. À, hôm nay có món trắng miệng đặc biệt là bánh kem vị bởi người tới dùng nhẹ. Dĩ nhiên, Azekion định đi cùng thì bị Louis ngăn lại. Em trai ở đây đi, nếu em không ngại mất mặt thêm lần nữa. Về phía Arien cô đang lê từng bước mệt mỏi mà nghĩ. Hoàng cung có khác, rộng thật đấy. Đi loanh quanh một chút đã thấy mệt rồi. Nhìn về hướng ghế đá thì cô bất ngờ khi thấy Azekion đang ủ rủ ngồi đó điện hạ, người làm gì một mình ở đây vậy? Azekion vội vàng dụi dụi mắt. Dù có dụi đến mấy thì cũng không giấu nổi hai hàng nước mắt. Azekion bắt đầu kể lể với cô. Dù sao, thì như vậy là quá đáng lắm. Phải. Rất quá đáng. Có cả bánh kem khác nữa mà, không phải cố tình hay sao? Bởi vậy, sao mọi người lại coi thường và ghét ta vậy? Ta muốn làm thật tốt, nhưng cứ thành mớ bồng bong. Ừ, nguyên nhân là từ điện hạ trước. Chẳng phải thời gian qua ngài chỉ hành động để người khác thấy hay sao? Nếu muốn tốt hơn, phải làm việc vì bản thân chứ. Vì thế ngài đừng khóc nữa, từ giờ hãy làm việc mình yêu thích đi. Azekion thầm nghĩ lại những việc đã qua. Nếu người nói sẽ không bán nguyên liệu cho cửa hàng nước hoa của Ariane, mỗi tháng ta sẽ gửi cho 20 triệu bis. Phải cướp nước hoa ma thuật của Ariane. Dù mình đã làm ra những việc như thế, Winston vẫn không hề ghét bỏ mình. Vậy từ giờ ta sẽ phải làm những việc mình thích. Ariane gật đầu. Suy nghĩ đúng đó á. À. Bất ngờ Azekion nắm lấy tay Ariane. Winston, tôi nghĩ rằng, tôi lỡ thích cô mất rồi. Bất ngờ chưa bà già, Ariane há hốc mồm, gì cơ. Lúc này ở một góc khác, đã có người lén chụp hình ảnh trò chuyện của hai người. Tốt lắm, chuẩn bị có một tin chấn động rồi đây. Ngay ngày hôm sau, tại nhà Cedric, anh ấy đang thảnh thơi vừa uống trà vừa đọc báo. Được một lúc đọc phải một tin chấn động mà bóp nứt cái ly trà. Khuôn mặt trở nên tối sầm mà giận dữ. Về phía Ariane, cô đang ngủ thì bị tiếng ầm ầm làm cho tỉnh giấc. Lina, sao mà ồn ào thế? Lina cầm theo tờ báo. Tiểu thư, cô xem cái này đi. Ariane rụi rụi mắt nhìn. Gì đấy? Trên báo ghi, Azekion và nhà điều chế thiên tài Ariane, từ ác duyên thành nhân duyên. Lina hỏi, rốt cuộc là hôm qua có chuyện gì vậy? Nghĩ lại lúc đó, Azekion đã nói hình như, ta thích cô rồi. Đúng rồi, chuyện hôm qua là như thế. Lúc này tiếng ầm ầm lại làm cô giật bắn người. Ariane tức tối mở cửa ra quát. Sao sáng sớm mà ồn ào vậy hả? Vừa dứt tiếng thì khựng lại vì thấy nhà bên cạnh đang sửa sang làm lại. Một tháng sau, căn nhà bên cạnh đó cũng hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh. Xin mời vào. Quý khách, đây là cửa tiệm làm đẹp Magnus. Nhân dịp khai trương, giảm giá 1 trên 4 tất cả sản phẩm nếu quý khách ghé đến ngay lúc này. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt. Ô, giảm giá 1 trên 4 ư, rẻ hơn nhiều so với nước hoa Ariane nhỉ. Có vẻ lần này Magnus đã hạ quyết tâm rồi. Cảm ơn, xin mời vào nhờ chiến lược giảm giá mà cửa hàng thu hút rất nhiều khách hàng kéo đến. Còn bên của hàng của Ariane thì vắng tanh không một bóng người. Chẳng có khách nào cả. Lina đi lên nghỉ ngơi một chút được không? Ôi! Không! Sao em làm thế được? Bây giờ không nghỉ được, chắc sắp đông khách rồi đó. Vừa dứt tiếng thì bên ngoài có khách đẩy cửa vào. Đó, em nói đúng mà. Nhưng hai vị khách đó chưa kịp vào trong thì nghe thấy cửa hàng bên giao. Giảm 1 trên 4, giảm 1 trên 4 đó mọi người ơi. Họ nói giảm 1 trên 4 á, rồi bọn họ cũng rời đi. Lina gợi với theo. Không được, xin đừng đi. Giá giảm một trên bốn á. Nếu vậy thì còn cái gì chứ? Để tất cả cùng chết hay sao? Ariane suy nghĩ, kỳ lạ. Azekion đã tạm ngừng đầu tư. Rõ ràng tháo rỡ của tiệm rồi. Làm cách nào mà dựng lại cửa tiệm được nhỉ? Hay là có nhà đầu tư mới? Ern, giúp tôi một việc này được chứ? Sau đó Ern đã mang về rất nhiều nước hoa. Sản phẩm vẫn giống hệt ngày trước. Lina cầm lấy hít hít thì nói. Ờ, cái này là công tước trong đêm trăng mà cái này cũng có mùi hương giống lọ thủy tinh gửi từ sóng biển. Gì cơ, Ariel ngửi xong liền nghĩ, không giống lần trước. Đây gần như là phân tích nguyên liệu rồi sao chép lại. Cô nói, nếu họ cứ tiếp tục bán nước hoa giống chúng ta với giá giảm sâu như kia, không chừng chúng ta sẽ phá sản mất. Lúc này Magnus từ ngoài cửa bước vào nói, gì đây, không gian nhỏ và đáng yêu này. Magnus liếc nhìn số nước hoa trên bàn, chỉ đi thăm dò thôi ha. Tiếc thật, Ariane Winston. Ariane nhìn ả ta nói, chăm chăm sao chép của người khác thì không thể thành công được đâu. Tôi không biết cô lại có được nhà đầu tư nào nữa, nhưng đừng để bị mất mặt giống như lần trước, lần này không phải chuyện đùa đâu." Magnus trừng mắt, "Lần này, ta sẽ khiến cô biến mất khỏi phố Xenon." Chuyển cảnh tại một nơi nào đó. "Được rồi, vất vả rồi. Chắc không phải lo về việc dùng vốn nữa. Cedric Evan thì làm thế nào? Trong thời gian qua người đã gây ra một số chuyện, chắc từ bây giờ hắn sẽ điều tra phía này. Thay vì gấp rút hành động thì phải nhắm đến điểm yếu đã." Đúng không? Anna? Từ bên ngoài Letiana chậm rãi bước vào đáp, "Vâng, ngài chỉ cần ra lệnh thôi." Ô ô nữ chính nguyên tắc xuất hiện rồi đây, vậy mà tôi cứ tưởng tác giả cho ra chuồng gà rồi chứ. 3 tháng sau, cửa hàng của Magnus vẫn hoạt động rất hiệu quả. Chà, đã khiến mọi người phải chờ lâu rồi. Cùng đến với sự kiện của ngày hôm nay. "Vâng thưa mọi người, đó chính là tặng miễn phí sản phẩm mới." Wow, tặng miễn phí. Họ bảo miễn phí đó, cửa hàng ngày càng đông đúc tấp nập nhờ các chương trình khuyến mãi. Xin mời vào ạ sự kiện tặng miễn phí sản phẩm mới không thể bỏ qua. Magnus nhìn thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Một bên khác, Ariane đang cầm chổi lông gà mà đi phủ bụi, mới đó mà đã 3 tháng rồi. Vì không có thu nhập nên tiền mặt cũng không có mà chạm vào. Cứ đã này phải đóng cửa thì làm sao đây, Lina? Nhìn lại thì thấy Lina đang ngáy khò khò. Ariane lại gần hỏi, em đang ngủ à? Lina giật mình. Ôi, không, không phải. Tiểu thư, em chỉ nhắm mắt một xíu thôi. Hẳn là nhắm mắt để đấy chớ không ngủ ha ha ha. Không có gì, không sao. Nhân cơ hội này nghỉ một chút. Tiểu, tiểu thư. Arien cắn răng mà nghĩ. Chết tiệt, không sao cái gì mà không sao. Nghỉ tận 3 tháng rồi. Hức hức. Ôi ước mơ mở chi nhánh hai của mình. Cứ vậy mà sụp đô ư? Nội tâm đang gào khóc thì thần tài xuất hiện. Ôi chao, có vẻ mọi người đều nhớ tôi lắm phải không? Ariel mừng giờ chạy đến, "Cô Salot, xin lỗi cô vì thời gian qua tôi không thể ghé thăm được, vì tôi đi du lịch." "Không sao đâu. Tôi mới phải cảm ơn cô vì đã ghé thăm đấy." a à, tôi cũng dẫn cả bạn đến đó từ bên ngoài cửa hai người bạn của salot cùng bước vào đây mới đích thị là hai phú bà vừa vào đã lấy tiền ra nói nghe nói nước hoa ở đây sang trọng và trang nhã nhất đế quốc cô đừng từ chối hãy gói hết toàn bộ sản phẩm còn lại cho tôi ariel gật đầu lia lịa a à, tôi không từ chối đâu ạ à. tôi sẽ đi chuẩn bị sau đó ariel tâm sự với salot ra là có chuyện như thế làm sao mà tôi có thể vượt qua chuyện như vậy mà vẫn được đầu tư chứ hừm đó là cửa hàng của tiểu thư nên sẽ sớm hồi phục thôi đúng lúc đến thời điểm tốt nữa thời điểm tốt sắp đến lễ hội mùa xuân rồi mà nếu là lễ hội mùa xuân chính là sự kiện lớn nhất giới thượng lưu do henriette tulinus mẹ của salot tổ chức hàng năm nếu nói về một điểm đặc biệt thì đó là chỉ có nữ giới được tham dự bởi lẽ lễ hội mùa xuân là sự kiện chọn ra may queen hình tượng mà các tiểu thư sẽ đi theo màu sắc chiếc váy mà may queen mặc sẽ được chọn làm màu sắc của năm và dẫn đầu xu hướng của đế quốc đúng vậy nghĩ lại thì đúng là có có sự kiện này Đúng thế, những nhân vật nổi tiếng giới thượng lưu sẽ tham gia, đây cũng là cơ hội tốt để kinh doanh nước hoa. Tiểu thư cũng có thể trở thành may queen. Nghe Salot nói vậy cô thầm nghĩ, đúng rồi, nếu mình trở thành may queen, khách hàng sẽ lại tìm đến. Nhưng mà, liệu tôi có thể giành chiến thắng không? Có thể làm được. Để mà nói về bí kíp, nếu như tiểu thư mặc váy màu thông thường, hoặc màu đã được chọn vào năm ngoái, xác suất cao là sẽ không được chọn. Tôi khuyên cô nên mặc màu sắc rực rỡ bắt mắt, thay vì tông pastel, kiểu màu sắc phá cách ấy. Nếu cô Ariane trở thành Mai Quynh thì sẽ tuyệt vời lắm. Cảm ơn cô Salot. Salot hỏi. Nhưng, tiểu thư Ariane, tôi thắc mắc một điều. Là gì vậy? Thực sự, tin đồn cô hẹn hò với ngũ hoàng tử là thật ư. Tôi thấy cô cũng hợp với công thức Evan, tiếc ghê. Ariane cua tay liên tục. Không có chuyện như thế đâu. Sau hôm đó tôi còn không gặp ngài ấy thường xuyên. Hừm, nếu cô cần tư vấn lo âu thì cứ nói nhé. Tư vấn tình cảm cũng tốt. Không có đâu ạ sau đó Arien quyết định treo bản cửa hàng tạm thời đóng cửa. Lina, ta sẽ nghỉ ngơi ở dinh thự một thời gian, vì sắp tới cửa hàng sẽ tạm thời đóng cửa. Em biết biết rồi ạ, tiểu thư. Nhưng mà, chúng ta sẽ không nghỉ liên tục như này đúng không ạ? Đừng lo Lina, ta sẽ cố gắng để giành chiến thắng tại lễ hội mùa xuân. Vài ngày sau, thì ra nơi này chính là thương đoàn Gilbert chỉ được nghe nói đến. Vâng, đúng rồi. Cũng không biết chừng ngày Zaina lại ra tay giúp đỡ. Để tôi có thể giành chiến thắng trong lễ hội mùa xuân hy vọng lần này cũng được giải quyết suôn sẻ. Phải mong thế rồi. Lâu rồi mới gặp, ngài Gia Ina. Ô, tiểu thư đến có việc gì vậy? Tôi mắc nợ ngài Gia Ina nhiều quá nên muốn ghé thăm một lần. Thảo dược chê ngài gửi lần trước rất hữu ích. arien đem đến cho bà ấy một chai nước hoa. Tôi cũng có nghe đồn nhưng không ngờ lại được thấy tận mắt. Mùa hè trước bán chạy lắm ạ. Dù gì thì cũng nhờ công dụng của nước hoa này nên mới cần thiết đó. Chỉ cần cô nói thì tôi sẽ tìm thảo dược chay cho cô bất cứ lúc nào. Thật sự cảm ơn ngài Gia Ina. À nhân tiện, Cô ghé đến trước bữa trưa thế này, chắc là có việc gấp. Vâng, tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói lần này thương đoàn Eubert sẽ đến Vương quốc Monarch. Đúng lúc tôi rất cần đặc sản của vùng la ở gần đó. Hô ô, -oh, lần này cô cần món đồ nào? Là thuốc nhuộm Iris. Iris. Hừm, thuốc nhuộm Iris. Nó chính là loại thuốc nhuộm tạo nên màu sắc đẹp và rõ nét. Nhưng lượng cung cấp ở Đế quốc Bielitz ỏi, nên chẳng phải cũng khá mặc hay sao? Mang nó cho tiểu thư không phải việc khó khăn nhưng cô cần bao nhiêu? Chắc khoảng 50 triệu bis là được. Ra là vậy, 50 triệu bis. Cô vừa nói gì cơ? Tôi nói là 50 triệu bis. Chắc là tiểu thư sẽ không trực tiếp mua số lượng như thế. Có phải tiểu thư là đang đề nghị đầu tư với tôi? Vâng, đúng vậy. Tất cả thuốc nhuộm trị giá 50 triệu bis. Tôi sẽ giúp ngài bán hết. Hô hô cái này thật sự. Một đề nghị không có đầu đuôi gì cả. Tôi tò mò ẩn tình bên trong đó. Ariane nói. Ngài có biết đến lễ hội mùa xuân không? Ngài ra ina chẳng phải đó là sự kiện nổi tiếng của giới thượng lưu hay sao? Nhưng mà, cái đó liên quan gì đến thuốc nhuộm Iris? Tôi đã lên kế hoạch giành chiến thắng. Trong lễ hội mùa xuân, sự kiện chọn ra màu sắc của năm. Nếu như tôi chiến thắng và trở thành May Queen, mọi người sẽ quan tâm hơn đến thuốc nhuộm Iris. Nhưng nếu thất bại, thuốc nhuộm Iris trị giá 50 triệu bis. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Jenna cười ha ha ha. Tiểu thư, nói sao nhỉ? Ở độ tuổi đó mà cô mạnh tay đến mức khó tin. Ngươi nghĩ sao? Quản gia. Vâng cho dù kế hoạch của khách tan thành bong bóng vẫn có thể bán hàng tồn kho ở khu vực nội địa nếu vậy cũng không phải là thiệt hại lớn ariel nghe vậy thì mừng rỡ quản gia nói tiếp nhưng vấn đề là phải vượt qua một cây cầu để tìm iris nếu không thì phải đi một vòng đế quốc Monarch. cây cầu đó hiện do thành phố lyonen cai quản cảnh vệ rất nghiêm ngặt phải đăng ký thông hành trước thông thường nếu đưa thêm chút phí tuy mất chút thời gian nhưng vẫn được cấp phép thông hành song gần đây việc đó đã khó khăn hơn sau khi đổi chủ nhân Ariane hỏi, chủ nhân hiện nay là ai? Là Cedric Evan. Vấn đề không phải là đưa hối lộ. Bởi vì khó mà liên lạc được với ngài công tước bận rộn đó. Tiếc là lần này tôi không thể giúp được. Thật là đáng tiếc, Ariane nói. Ngài Zaina, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Hãy đợi tôi. Tôi sẽ giải quyết bằng mọi cách. Ariane nghĩ đến thái độ của công tước trước đó với cô. Thì nắm chắc phần thắng, tiểu thư. Hãy đến vũ hội cùng tôi. Cô có thích vườn thượng uyển không? Đi công tác không được hả? nếu tiểu thư đã quả quyết như thế vậy việc lần này nhờ cậy vào cô cứ giao cho tôi ngài ra ngồi trên xe ngựa trở về arien nghĩ nghĩ lại thì sau lần đó không có cơ hội gặp mặt riêng chỉ có cung cấp nước hoa enicia mà thôi liệu có phải bài báo tạo xì căng đan ấy đã góp phần vào việc này đúng rồi nhân cơ hội lần này phải thử nói chuyện mới được khoan đã mình đến để nhờ vả nên mua cái gì đó để hối lộ chứ nhỉ ern ta có nên dừng một lát để mua quả không vâng ngài ấy sẽ thích lắm ạ lúc này tại một trung tâm thương mại. Xin mời vào, quý khách. Vui mừng đón tiếp ơ. Ờ, những người làm bắt đầu xì xào. Đó không phải cô Ariane Winston hay sao? Đúng rồi. Cô Ariane Winston kìa. Xin mời vào, cô Ariane Winston. Hân hạnh đón tiếp khách quý. Mục đích là đi chọn quà cho công tước nhưng mà nó lạ lắm. Bà đi xem găng tay, rồi ghé hàng trang sức, hàng váy đầm. Rồi sau đó không kiểm được mà đi thử liền mấy bộ cho đã cái nư. Cô mặc bộ nào và mọi người cũng vỗ tay bôm bốp mà tán thưởng hợp với tiểu thư quá đi, chắc chắn là công tước Evan cũng sẽ thích. Lúc này Ariane mới tỉnh ngộ, lắc đầu liên tục, tỉnh táo lại đi coi, mình đến đây để mua quà cho Cedric mà. Thật là, suýt nữa thì tôi quên bánh mất. Hôm nay tôi đến đây để xem quà tặng cho người khác, cô tới mua quà sao? Tôi biết rồi ạ. Nói rồi anh chàng đó lập tức rời đi mất, cô tự hỏi, khoan đã không hỏi là ai sao? Nhưng mà rõ ràng mình là khách hàng đặc biệt đúng không? Vốn dĩ đối xử với khách hàng lần đầu đến thăm, lại là như vậy sao? Đó đúng là một chiến lược tốt đấy. Suýt nữa thì vì chút bốc đồng mà mình đã mua cái gì đó mất rồi. Quả nhiên điều cơ bản của kinh doanh là kiên trì tiếp cận khách hàng. Thưa quý khách, đây là sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu. Nếu cô thích thì cứ nói cho tôi biết nhé." Cô toát mồ hôi khi nhìn vào những món đồ đó. "Thứ, thứ này không phải là quà chào hỏi đâu mà. Những người này định lãng phí tiền của ai vậy chứ? Này, xin lỗi nhưng mà, những cái này không phải là cái tôi đang muốn." "À, vậy sao? Chúng tôi thật là thiếu chuyên nghiệp, thưa quý khách." vui lòng hãy cho chúng tôi biết thứ mà tiểu thư đây đang cần đi ạ. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để tiểu thư thất vọng đâu. Cô ấp ứng, nói giọng lý nhí, ừm khăn giấy. Quả nhiên là thứ đó. Giỏ trái cây. Không, một chai rượu vang ngon đi. Được thôi, quý khách. Anh nhân viên đem ra một danh sách, và cô đã chỉ tay chọn một chai rẻ tiền nhất. Lấy, cái này cho tôi đi. Đó là một lựa chọn tuyệt vời thưa quý khách. Cô có muốn vận chuyển thẳng tới công tước Evan không? Không, tôi sẽ trực tiếp đưa tới. Cứ đóng gói giúp tôi đi nhé. Vâng, quý khách, cô đợi một chút nhé. Trong lúc chờ đợi cô đã bị một thứ làm chú ý, cái đó đắt đến mức nào mà lại để riêng như vậy chứ? Cô rón rén vào nhìn thì tròn mắt ngạc nhiên, là một chiếc vòng cổ. Nếu đeo chiếc vòng cổ này vào lễ hội mùa xuân, có thể tạo ra sức mạnh thu hút tuyệt diệu luôn đó. Quý khách có thích chiếc vòng này không ạ? Vâng, thích chứ, nhưng không biết giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Bảng giá không có ư? À, hiện tại chiếc dây chuyền mà cô đang xem không được bán ra. Đó là vật triển lãm vậy khi nào triển lãm kết thúc xin lỗi nhưng mà hiện bây giờ chúng tôi chưa có kế hoạch ngưng kết thúc triển lãm nếu muốn thì tôi sẽ đưa tên cô vào danh sách đặt trước vâng cứ làm vậy đi tôi biết rồi mong là triển lãm sẽ kết thúc trước lễ hội mùa xuân nó đẹp đến mức mà mình muốn có ngay luôn hẹn gặp lại nhé cảm ơn quý khách ạ lúc này ra ngoài cô nhìn vào cái bảng hiệu trung tâm thương mại jenner cô thầm nghĩ jenner cái tên này quen thuộc thế sao vậy tiểu thư winston không ý tôi là biển hiệu đó a à mà trung tâm thương mại Jenner. Hình như tôi đã nghe cái tên đó nhiều lần rồi. EZN cho biết, Jenner là cái tên lót giữa của chủ nhân đó ạ. Tên đầy đủ của Cedric. Cedric Jenneric Tevan. Te Ariane sửng người. Đây là tòa nhà của công tước sao? Vâng. Tôi cứ tưởng cô biết nên mới vào xem chứ. Da gà cô nổi cục cục. Không, tôi có biết đâu. Nếu biết thì tôi đã không chọn quà cho Cedric ở đây rồi. Rõ ràng là công tước Evan cũng sẽ thích mà. Cô nghĩ lại, cô có muốn vận chuyển tới công thức evan luôn không thật kỳ lạ vì họ cứ liên tục nhắc đến cedric có nhận ra mình đã chọn mua một món quà ít đắt tiền nhất rồi không sau đó tại nhà cedric cô ariel lâu rồi nhỉ cô có đến gặp điện hạ không có không biết bây giờ ngày ấy có bận không ngày ấy sắp nghỉ ngơi rồi cô vui lòng chờ chút nhé tôi sẽ sớm cho cô biết vâng cảm ơn nhé a à, tiểu thư ariel thật sự xin lỗi nhưng mà chắc cô phải đợi thêm chút nữa đó không sao chứ ariel hỏi sao vậy lẽ nào ngài ấy không có thời gian rảnh sao? Đúng lúc Cedric đi vào bảo xin lỗi nhé tiểu thư. Để cô phải chờ đợi rồi. Chào ngài công tước. Tôi tình cờ muốn ghé thăm ngài nên mong là nó không phải là hành động quá thô lỗ. Rồi thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên thì Cedric hỏi sao vậy? Cô lấy tay chỉ vào mặt mình rồi hỏi bên mặt của ngài có vết đỏ kìa. Rồi bật cười ha ha mà hỏi công tước ngài đã ngủ chưa sao? Ngủ chưa thì mới tốt cho sức khỏe chứ, ngài làm tốt lắm. Ừ. cảm ơn nhé. Hiệp sĩ EZN cùng Dick nhìn hai người họ mà chố mắt quá đỗi ngạc nhiên. Cedric hỏi dù sao thì cô có việc gì vậy nhỉ? Cô chưa bao giờ đến đây trước cả. Tôi có chuyện muốn nhờ ngài công tước đây. Nghe nói là ngài đang quản lý thành phố Linel đúng không nhỉ? Ngài công tước Cedric Evan điện hạ. Xin hãy cho tôi thông hành qua cây cầu Gilbert đi ạ. Cedric ngạc nhiên hỏi, cô muốn xuất khẩu nước hoa sang xây ra sao? Không, không phải vậy đâu. Trong tháng này tôi có một món đồ cần phải nhập gấp. Nếu không sử dụng cây cầu đó thì chúng tôi phải đi vòng quanh. Nếu ngài cho phép, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh của tôi chúng ta có thể tránh được tình trạng thâm hụt như bây giờ. Việc đó thì tôi có thể giải quyết nhưng mà... Không, ngài không cần giúp thêm gì nữa đâu. Việc còn lại tôi tự giải quyết được. Tôi biết rồi. Có vẻ như là cô đã có kế hoạch gì rồi nhỉ? Hẳn là một kế hoạch tuyệt vời nhỉ? Đỉnh Gilbert, tôi sẽ chỉ thị để đưa lên đầu danh sách tháng này. Cô dạng dỡ bảo cảm ơn nhé ngài công tước. Cũng không có gì to tát đâu. Sau này hãy cho tôi biết kết quả nhé. Đương nhiên rồi. Tôi sẽ viết một báo cáo chi tiết rồi đưa cho ngài xem nha cedric cười hiền nhìn cô một lúc rồi bất ngờ hỏi không biết là cô có dự định kết hôn không nhỉ cô ngớ người hỏi sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện đó cedric quay mặt ủ rũ nói tôi đã thấy trên báo hẹn hò với azekion và hướng tới mục đích kết hôn đó là tin đồn nhảm thôi chỉ là hoàng tử điện hạ tự ý thổ lộ mà thôi cedric cau mày u ám bảo đồ khốn kiếp dù sao thì cũng đã hiểu lầm rồi thật may mắn vì đó là tin đồn nhảm vâng không có chuyện đó đâu mà nhưng mà bây giờ cô đã xong việc chưa Ariane nói thầm, gì vậy trời, mình phải nói sao đây? Cô liền hỏi lẽ nào ngài thấy không khỏe sao? Trước khi tiểu thư đến tôi có chóng mặt và bị sốt. Vì ở cạnh tiểu thư nên giờ thấy ổn rồi nè. Cô bật cười bảo ngài nói xạo đúng không? Rồi chòm người đến mà sờ vào trắng Cedric mà kiểm tra. Xem nào, bây giờ vẫn còn nóng nhỉ? Bất ngờ Cedric nắm lấy tay cô mà kéo sát vào. Và thế rồi mặt người này, dí sát mặt người kia tạo nên một cảnh tượng bối rối hồi họp. Đang tỉnh tứ vậy đó mà anh chàng Jackson lại mở cửa cái két, mà ló bản mặt vô làm cho chị nhà hoảng loạn mà bật dậy la hét vì ngượng ngùng rồi luống cuống mà lấy chai rượu ném về phía cedric đây đây là quà cho ngài đó ngài dùng nó ngon miệng nha rồi ôm mặt xấu hổ mà chuồn như bay vậy thì tôi đi đây cedric tối sầm mặt mày mà gọi tên dick john một cách chậm rãi và rõ ràng dick run rẩy bẩy bỏ vâng tôi sai rồi ạ còn ariel sau khi ra ngoài thì lẩm bẩm gì vậy chứ lúc nãy là chuyện gì vậy chứ lúc này ngũ hoàng tử ngồi vẽ tranh mà tâm trạng lại ủ rũ đến lạ rồi lại thở dài não nề nhớ quá đi nhớ lắm luôn á quả nhiên là lúc đó không được như vậy mà sao vậy chứ mình thật ngốc mà phải không rồi bật khóc hức hức mà bảo mình ngốc ngách quá đúng lúc em gái anh ta bên ngoài nghe được thì cắn môi thầm bảo sao lại biến anh trai mình thành đồ ngốc như vậy chứ không thể tha thứ được mà Ariane winston cô sẽ phải trả giá vì dám coi thường hoàng tộc sau đó liner khịt khịt mà hỏi tiểu thư mùi hương này a à, đây là mùi hương làm từ iris mà Ziner đã tặng đó đây chính là hương iris sao? Đây là lần đầu tiên em ngửi thấy mùi hương tào nhã này đó. Ariel hỏi mùi hương độc đáo đúng không? Dạ, chắc chắn là sẽ thắng trong lễ hội mùa xuân thôi. Đây chắc chắn sẽ là mùi hương làm sống động sống mũi của Magnus cho coi. À mà tiểu thư, đây là hàng được vận chuyển từ sắp mới gửi tới đó ạ. Ariel ngạc nhiên hỏi ở sắp hả? Nghe bảo là tiểu thư đã đặt hàng sao ạ? Ariel cầm lấy mà nói thầm mình chưa từng đặt gì cả mà. Cô mở ra thì hết sức ngạc nhiên vì đó là vòng cổ mà cô đã yêu thích ngay từ lần đầu thấy nó là ai gửi cái này vậy bên trong có bức thư tên lọ lem hanbun mong là em sẽ thích cô nghĩ ngay đến chữ viết tay này là của cedric sao rồi không kiềm nổi sự thích thú mà thốt lên cái này đẹp quá đi ạ à? sau đó trời ơi hôm nay trông cô xinh đẹp thật đấy tiểu thư bơ tơ cảm ơn nhé tiểu thư thì chính là người mặc chiếc váy đẹp nhất đó tôi muốn gặp tiểu thư xa lốt nhưng nghe bảo lần này không tham dự sao thay vào đó sẽ có gương mặt mới tham dự đó trời ơi To mò là ai ghê đó tiểu thư bá tước arien winston tất cả bọn họ đều quay lại nhìn Ariane một cách hết sức ngạc nhiên. Ariane như một bông hoa đẹp, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, khiến tất cả phải trầm trồ vì vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ, cùng chiếc váy đẫm sắc mang đến cảm giác cuốn hút ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Sau đó một cô gái đến cúi đầu bảo rất vui được gặp cô tiểu thư Winston. Xin chào, tôi là Ariane Winston. Rất vui lần đầu được gặp. Rồi Ariane thầm nói gì vậy, là do cái váy hả ta? Hình như trong hơi thở có hương hoa. Không, hình như là có mùi hoa thật thì phải. Ariane xòe cái quạt ra nhẹ nhàng bảo cô không vào vũ hội à, cùng đi vào thôi nào. Mùi hương nhẹ nhàng và sang trọng thật đấy, đó có phải là của tiểu thư Winston không? Vâng, đây là mùi nước hoa đầu tiên tôi dùng hôm nay. Có muốn thử không nè? Các cô gái liền xông xáo mà bảo vâng, cho tôi thử xem nhé. Đây là cánh tím đêm được làm từ Iris. Mùi hương tao nhã tỏa ra từ phần hoa nó thể hiện sức hút cao quý, nhưng lại rất điềm đạm. Đây là mùi nước hoa lần đầu tiên mà tôi thấy tuyệt vời nhất đó. Nó thể hiện sức hút cao quý nhưng lại rất điềm đạm đến cả chai nước hoa cũng đẹp nữa. Tôi muốn sở hữu nó, tiểu thư Winston à. Arien dạng dỡ bảo tôi rất vui vì các cô thích nó đấy. Rồi thầm nghĩ phản ứng nhiệt tình quá nhỉ. Nếu cứ thế này thì sẽ chiến thắng xuân sẻ thôi. Bất ngờ phía xa vang lên tiếng cười ha ha. Cô quay lại thì người đó chính là công chúa Dilena. Công chúa bảo tôi xin lỗi nhé. Tôi cũng không biết sao lại dừng lại đây nữa. Arien cúi đầu, kính chào công chúa điện hạ. Tôi là Arien Winston. Arien Winston. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này đây là lần đầu cô tham gia lễ hội mùa xuân à? Vâng, đúng là vậy ạ, quả nhiên là khí thế của một người mới nhỉ. Lộ liễu như thế này, có vẻ như khá là thèm muốn chiếc vương miện rồi nhỉ. Nhưng mà nếu mục tiêu là May Quynh thì cô định lấy màu của chiếc đầm đó sao? Màu xa xỉ như thế này không thể thịnh hành được đâu, vì nó đắt quá mà. Lập tức mọi người lại ùa vào, thuốc nhuộm màu đó rất đắt nhỉ. Vì là con của bá tước Winston nên thấy tiền bạc không là vấn đề chứ gì. Không phải quý tộc thì cũng phải biết tính toán và lo toan cho hoàn cảnh của người khác sao? đừng có trách móc tôi quá chứ, vì lần đầu nên mọi người mới nghĩ vậy thôi. Tiểu thư Winston, trong chế độ này cũng có những người thắt lưng buộc bụng, cũng không thể mua được đồ cũ giá rẻ đó. Hãy ghi nhớ điều đó đi. Mọi người lại nhìn công chúa mà thốt lên thật là biết suy nghĩ sâu sắc mà. Ariane thầm bảo gì vậy chứ, mấy con người này. Tự nói rồi tự tân bốc nhau vậy. Cô cúi người cảm ơn đã chỉ bảo tôi, công chúa. Tôi đã nghe rõ tấm lòng rộng lượng của người. Không có gì phải cảm ơn cả, vì đó là lỗi mà ai cũng mắc phải thôi. Nhưng mà, thật ra tôi đã nghe được một câu chuyện đáng ngạc nhiên đó công chúa. Câu chuyện đáng ngạc nhiên sao, vâng, cũng không có gì khác ngoài. Bá Tước Gilbert nói rằng lần này sẽ ghé qua cảng Siêu La. Ở cảng Siêu La có sản phẩm đặc biệt nổi tiếng mà nhỉ? Mọi người liền thắc mắc hỏi sản phẩm đặc biệt. Cái đó là gì vậy? Ariane cho biết đó là thuốc nhuộm Iris. Nghe nói lần này sẽ nhập khẩu số lượng lớn đó, không phải sao? Xanh tím là một màu đẹp nhưng mà để có được màu sắc đó thì rất cần tới Iris. Nhưng mà địa điểm sản xuất Iris chính là cảng Siula ở rất xa với Beller. Có rất ít thương nhân nào muốn mang Iris từ nơi xa về. Màu tím xanh trở thành một loại màu rất đắt đỏ. Lý do màu xanh tím mắc là vì nó hiếm, vì nguồn cung cấp hiếm có nên mới như vậy. Công chúa ngạc nhiên hỏi số lượng lớn sao? Sao tự nhiên lại có vậy? Vâng, công chúa điện hạ. Mà màu tím xanh cũng là màu mà tôi rất thích nữa. Jinor nói là sẽ mang đến rất nhiều đó, từ chân tới đầu tôi tất cả đều là màu tím xanh nè. Mọi người xôn xao. Bá tước Gilbert đã đích thân nói vậy sao? Bá tước đó chơi lớn lắm, nếu đã nói là số lượng lớn thì chắc chắn sẽ lớn lắm đó. Vậy thì thuốc nhuộm Iris cũng sẽ rẻ thôi nhỉ? Công chúa hừ lạnh bảo bá tước làm việc vô ích rồi. Ý tôi là vì màu tím xanh là màu mang ý không may mà. Màu không may mắn sao? Những cô nàng nịnh nọt bên cạnh công chúa lại hùa theo. Đúng, đúng rồi nhỉ. Là màu không may mắn mà. Vâng, nó mang ý nghĩa chết chóc đó. Ariane cũng giả về thốt lên cho kịch tính. Ôi trời, vậy sao? hoa iris lại mang nét nghĩa là may mắn mà. Sao lại tượng trưng cho cái chết được chứ? Thú vị thật nhỉ, làm sao mà một loài hoa vốn để cầu may lại tượng trưng cho một điều trái ngược vậy, chứ? Quả nhiên là thế giới loài hoa thú vị ghê nhỉ. Công chúa cay nghiến mà nói hình như là Ariane, inston nhỉ. Hình như có tin đồn là cô đang hẹn hò với anh trai tôi đúng không? Ariel lặng người trước câu hỏi đó của công chúa. Ôi trời đúng nhỉ, tôi có thấy trên báo. Nhưng mà tiểu thư Winston không phải là có ngài công tước Cedric Evan sao? Thú vị nhỉ thật sao? tim tôi đập nhanh luôn rồi nè. Arian cắn môi nhủ thầm bình tĩnh nào. nếu dính vào vụ này thì có ích gì cho việc quảng bá không nhỉ? Sau đó Arian nói tôi có gặp điện hạ Azekion vài lần rồi nhưng không phải là như vậy đâu. Công chúa lại nhắc nhở cẩn thận nhé tiểu thư Winston. Hoàng tộc là một cái chạm rất cao đó nhé. Rồi cô ta bảo đi thôi. đám quân lấy nịnh nọt công chúa cũng chạy theo. vâng công chúa điện hạ. Arian thầm bảo đúng là hết nói nổi luôn mà. tham vọng hoàng tộc cái gì chứ. Rồi quay qua mọi người xin lỗi nhé Đợi lâu rồi nhỉ Các cô có muốn thử lại không Vâng đến lượt tôi ạ Chiếc váy đẹp quá đi Màu sắc tuyệt đẹp thế này chắc chắn là do nghệ nhân tạo ra rồi nhỉ Trời ơi dây chuyền đó là của trung tâm thương mại Jenner mà Không phải là dây chuyền mà chỉ trưng bày một năm một lần thôi sao Bất ngờ từ phía sau đi đến hỏi tôi có thể ngửi thử mùi hương được không Ariane quay lại thì ngạc nhiên Người này Nhân vật nữ chính trong nguyên tác Reti Anna Winbell mà Nhưng mà vẫn chưa đến lúc nhân vật nữ chính xuất hiện mà trong nguyên tắc cũng không có chuyện tham gia lễ hội mùa xuân mà. Letiana bảo cô Ariel, tôi đã nghe đồn rất nhiều rồi. Nghe nói cô là thiên tài sáng chế nước hoa nhỉ. Như tôi đã thử đúng là mùi hương rất tuyệt. Vâng, thật sự cảm ơn nhé. Ariel nhìn cô nói thầm, chưa gì mà đã xuất hiện rồi nhỉ. Một cô gái nhẹ nhàng đến hỏi, xin chào tiểu thư, tên cô là gì nhỉ? Tôi là Letiana Winbell, rất mong mọi người giúp đỡ. Bất ngờ Ariel bảo đợi chút tôi đi xíu rồi quay lại, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ đi nhé. Sau đó cô đứng trên ban công mà nghĩ ngợi. Retiana Winbell trong tác phẩm gốc thì Cedric là nam chính. Và là nhân vật nối tiếp. Và là người mà Cedric sẽ yêu. Bây giờ vì công việc kinh doanh nên đã thân thiết với nhau nhưng mà. Một lúc nào đó sẽ phải tách xa nhau thôi. Dù sao thì cũng phải làm việc vì Ariane chứ. Nhưng mà sao tâm trạng mình lại thế này? Bất ngờ Letiana đến hỏi tiểu thư Winston. Sao lại ở đây một mình vậy ạ? Tôi chỉ đang nghỉ chút thôi. Có chuyện gì sao? Cô ta dạng dỡ bảo vì đã bắt đầu bỏ phiếu rồi nên chúng ta hãy cùng đi nhé. Vâng, được rồi. Ariane thầm nhủ bây giờ đừng bận tâm nữa nào. Phải tập trung vào việc chiến thắng chứ. Sau đó, hầu tước phu nhân bảo vậy thì mọi người đã bình chọn xong hết rồi đúng không nào? Tôi sẽ công bố một ứng cử viên cho Mai Quynh nhé. Mọi người yên lặng mà hồi họp lắng nghe. Ứng cử viên đầu tiên là tiểu thư Ariane Winston. Chúc mừng nhé tiểu thư Winston. Tôi biết ngay mà. Cảm ơn mọi người nhé. Và ứng cử viên thứ hai là Retiana Winbell. Và ứng cử viên cuối cùng duy nhất cho Mai Queen là tiểu thư Ariane Winston hay là tiểu thư Reti Anna Winbell. Chủ đề Iris của tiểu thư Ariane Winston qua đó đã cho chúng ta thấy được sự mới lạ và phá cách. Theo tôi thấy thì đó là ứng viên hấp dẫn nhất đó. Mọi người cũng xôn xao bảo đúng vậy. Tiểu thư Winston có sự đặc biệt nổi trội luôn. Cô ấy là người xuất sắc nhất từ trước tới giờ luôn đó. Nước hoa cũng rất tuyệt vời nữa. Các cô gái phe công chúa thì bảo tiểu thư Reti Anna Winbell cũng vậy nữa. Với sức hút thuần khiết chưa từng thấy ở đế quốc, dường như đã rất thu hút sự quan tâm của các tiểu thư khác. Có thể nói rằng cô ấy đẹp tựa như bông hoa nở rộ trong đám đông vậy. Điện hạ cũng đã từng khen ngợi rằng tiểu thư Winbel đẹp xuất sắc còn gì, chẳng phải là người rất hợp với Mai win sao? Lúc này Latiana quay sang bảo với Arien, "Thật vinh dự khi được cùng tiểu thư trở thành ứng viên cuối cùng, tiểu thư Arien Winston." "Tôi cũng vậy." Hầu tước phu nhân nói vậy thì tất cả hãy cùng bình chọn nha. Cứ thế mọi người xếp hàng lần lượt bỏ phiếu. Arien thở phù thầm nhủ đừng căng thẳng quá nào. Dù có vậy thì cũng không thể nào thay đổi được kết quả. Tiếc nhỉ, tiểu thư Winston. Vì là khu vực ghe um nam nên không thể đưa điện hạ Cedric đến chung được. Chẳng phải tiểu thư Winston lúc nào cũng dựa vào ánh hào quang của ngài ấy để tận hưởng các hoạt động xã hội sao? Lần này không được như ý muốn nên rất tiếc nuối nhỉ. Arien bảo ừm, đúng đó, tiếc thật. Nếu có ngài công tước, thì ngài ấy đã thao túng tất cả phiếu bầu và có thể giúp tôi chiến thắng rồi. Tiếc thật đó. Tại sao công tước sinh ra lại là đàn ông nhỉ? Mọi người cười phá lên làm cô ta tức tối mà bỏ đi. Letiana đi đến bảo cô Ariel. Đừng để ý nhé. Vì cô ấy lo lắng nên mới như vậy đó. Không sao đâu. Tôi hoàn toàn chẳng thấy có vấn đề gì cả. Hầu tước phu nhân lúc này nói chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm phiếu. Ariel hồi họp thầm bỏ làm ơn đi mà. Trở thành May Queen và đánh bại Magnus. Và mình muốn làm mới lại cửa hàng cho lộng lẫy nữa. Và tấm phiếu đầu tiên. Tiểu thư Retiana Winbell. Phiếu thứ hai cùng dành cho Reti Anna Winbell. Công chúa phấn khích bỏ tất nhiên rồi nhỉ. Và cứ thế tấm phiếu tiếp theo. Reti Anna Winbell. Reti Anna Winbell. Những cô gái ủng hộ Ariane khó chịu thốt lên, có vẻ như có nhầm lẫn gì rồi. Chắc là của tiểu thư Ariane dồn hết về phía sau rồi nhỉ. Rồi động viên bu chính đừng nản lòng, tiểu thư Winston. Phiếu thứ sáu, tiểu thư Ariane Winston. Ariane Winston. Ariane Winston. Ariane Winston. Quả nhiên là vậy. Phiếu thứ người cũng là Ariane Winston. Kết quả với tổng cộng 24 phiếu, tiểu thư Ariane Winston đã giành chiến thắng. Tiểu thư Ariane, chúc mừng nhé. Cảm ơn đã tỏa sáng ở buổi tiệc của tôi, cô Ariane. Chúc cô có một tháng năm ngập tràn hạnh phúc. Ariane đội lên vương miệng mà dạng dỡ cảm ơn phu nhân hầu tước. Công chúa nhìn Ariane với ánh mắt hầm hực mà hử lạnh. Còn Ariane thì được rất nhiều cô gái vây quanh mà chúc mừng cô nhận giải May Queen. Sau đó ERM em hỏi cô Winston. Cô về rồi sao? Có vẻ như cô đã đạt được ý nguyện nhỉ. Đương nhiên rồi. Nào, giờ thì chúng ta chính thức bắt đầu nhé. Chúng ta cùng phản công thôi nhỉ. Ngày hôm sau. Ôi chao, mọi người đều diện màu đặc biệt quá. Đây là màu sắc thịnh hành gần đây mà. Vì lần này May Queen mới đã mặc màu xanh ngọc đó. Quá hot luôn. Ôi trời ơi. Sao đến tận bây giờ mà tôi mới biết nước hoa như này chứ. Ariane bảo vì nó là loài hoa hiếm. Thật may có bá thức Gilbert mua giúp tôi số lượng lớn. Tôi có thể mua luôn được không? Bây giờ không còn hàng trong kho, tôi giúp cô đặt trước nhé." giờ em và Liner trong về nhìn cảnh khách hàng đông đúc thì bảo đúng là đại thành công rồi. Mai quy mới của Đế quốc Beller, nhà điều chế nước hoa thiên tài Ariane Winston, đưa màu xanh ngọc trở thành trào lưu ở đế quốc, tiểu thư cô đỉnh thật. Lên trang nhất của tờ báo. Đã bảo rồi mà, ta là ai cơ chứ? giờ em bảo nhờ vậy mà thuốc nhuộm Iris cũng nổi tiếng hơn đúng là lãi to. Siêu lãi. Cô quả là thiên tài. Bởi thế Magnus mới hết đường vênh váo sản phẩm không có gì đặc biệt, cứ giảm giá như thế thì sẽ sớm tàn. Rồi tình hình sẽ tốt trở lại. Lúc này Cedric đi đến. Chúc mừng tiểu thư giành chiến thắng trong lễ hội mùa xuân. Đây là bánh kem. Cô đưa tay nhận lấy cảm ơn ngài. Thật là nhờ ngài tặng tôi chiếc vòng cổ đó nên mới hoàn hảo như vậy. Cedric nhìn cô với vẻ mặt đỏ ửng bảo không có gì. Cô cũng đỏ mặt ngượng ngùng với câu hỏi hôm nay cô có thời gian không? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, tôi muốn dùng bữa cùng cô. Cô ngây người một lúc thì cười trừ bảo không được rồi hôm nay tôi bận nên chắc để lần sau. Vâng, nếu cô nói vậy thì thôi. Tôi biết rồi. Bất ngờ một đóa hoa đưa đến trước mặt Ariel. Vậy thì cô muốn ăn cùng ta không? Ta quả là có mắt nhìn người. Ta đã có linh cảm cô sẽ trở thành May Queen. Lâu rồi mới gặp ta muốn đi chơi cùng cô. Phập, Cedric túm lấy tay ngũ hoàng tử mà lạnh lùng cáo gắt, thấy ngài lại nói năng linh tinh, chắc vẫn chưa tỉnh táo rồi. Ngũ hoàng tử cũng sầm mặt mà bỏ bỏ ra. Cứ thế cả hai nhìn nhau với cặp mắt có thể xuyên thủng đối phương. Ariane bảo dừng lại đi nào. Dù sao thì ta đến là vì có chuyện muốn nói với Winston. Chuyện là ta hy vọng cô sẽ trở thành nhà điều chế nước hoa riêng của Azekian này. Tháng trước ta đúng là tên ngốc. Khi không nhận ra viên ngọc thô quý giá ngay trước mắt. Cedric quát lên chuyện đó không được. Rồi kéo Ariane về phía sau mà khẳng định tiểu thư Winston là nhà điều chế nước hoa riêng của ta. Ta tuyệt đối không cho phép. Ariane lý nhí tôi đâu phải nhà điều chế nước hoa riêng. Cedric lại khẳng định chắc nịch, tuyệt đối không được hết chịu nổi với hai tên này, Arien liền gắt gỏng, hai người đừng làm vậy ở đây, ra ngoài mà cãi nhau. Either em và Liner thì ngồi bọn họ gầm gừ gâu gâu thì bật cười một phen khối trí. Lúc này tại tiệm nước hoa của Ponta Magnus. Xem cái này đi, lại nhái nước hoa của cô Arien để bán. Đồ của cô Arien tốt hơn nhiều. Ở đây chẳng khác gì hàng rẻ tiền. Ai lại đi mua đồ như này chứ? Nhìn khách hàng rời đi mà Ponta chố mắt phẫn nộ. Rốt cuộc là tại sao? Lúc này người bí ẩn ngồi sau cô ta cười ha ha bảo làm gì có lấy một khách hàng nào con ta lẩm bẩm không lý nào không thể nào lại như này khà khà ta lại giúp cô lần nữa nhé chỉ có một cách chắc chắn nhất nếu là nước hoa gây nghiện thì cô có thể lấy lại được tiếng tăm con ta với nụ cười quỷ dị mà nhận lấy video xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau